Thưa quý vị, với tinh thần hướng tới cộng đồng, đặc biệt là sau mùa dịch bệnh, câu lạc bộ golf Global Friends đã tổ chức giải golf liên kết golf thủ, kết nối giao thương, hướng tới để công bố quỹ chương trình tay trong tay nhằm giúp đỡ các trẻ em, học sinh, sinh viên có cha mẹ mất vì dịch COVID-19, ghi nhận tại tỉnh Bình Dương. Giải đấu quy tụ hơn 110 golfer chuyên và bán chuyên nghiệp thi đấu theo thể thức đấu gậy trên sân golf Harmony Park với 18 lỗ và par 72. Dựa trên handicap chính thức với bảng A, chỉ số handicap là 0012, bảng B, handicap là 13-24, bảng C, handicap là 25-36. Bên cạnh giải Best Cross, còn có các giải kỹ thuật gồm Rarest to the Pin và Longest Driver. Ngoài cơ cấu giải thưởng hấp dẫn, giải đấu không quên trách nhiệm với những hoàn cảnh khó khăn, mất mát trong đợt bùng phát dịch vừa qua. Đặc biệt trước giờ khai gậy, ban tổ chức đã trao hơn 100 triệu đồng cho Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương. Tiếp nhận được cái nguồn hỗ trợ từ giải đấu cũng như là câu lạc bộ thông qua việc trao cho 15 cháu là con của công nhân lao động mà không may tử vong do COVID-19 vừa qua. Với cái số tiền là 3 triệu đồng trên một cháu thì đây là một cái việc làm mà hết sức ý nghĩa. Với tinh thần thể thao cao thượng, gắn kết kinh doanh tạo ra giá trị, câu lạc bộ golf Global Friends không ngừng vận động thêm những tấm lòng vàng, doanh nhân mê đánh golf chung tay sẻ chia trách nhiệm xã hội, nỗ lực chăm lo tốt hơn cho những trẻ em mồ côi cha mẹ sau đại dịch COVID-19.